Tâm là idol của những idol, Trương Quỳnh Anh rối rít khi gặp Nhu Phước Thịnh phải cúi đầu. Rất thích nhạc của Tâm. Có thể nào nghĩ tình đồng hương mà tặng cho mình một cái đĩa có chữ khí được không? Tâm được biết đến là một nghệ sĩ hoạt động lâu năm và có chỗ đứng vững chắc trong làng giải trí. Cũng vì là một tên tuổi lão làng mà cô nhận được rất nhiều sự yêu mến, ngưỡng mộ từ những nghệ sĩ thế hệ sau. Có nhiều cái tên như Sơn Tùng MTB, Đông Nhi, Nhu Phước Thịnh, dù là ngôi sao đình đám nhưng vẫn nghiêng mình trước đàn chị này. Trên trang cá nhân, Trương Quỳnh Anh gây chú ý khi đăng tải khoảnh khắc giao lưu tại buổi biểu diễn của Mỹ Tâm ngay khi gặp được đàn chị. Nữ diễn viên một ngày không có em vui mừng, háo hức đến mức chạy lại ôm, liên tục tay bắt mặt mừng. Trước thần tượng của mình, Trương Quỳnh Anh giữ được sự phấn khích, vừa ôm đàn chị vừa bày tỏ tình cảm. Chị ơi, chị có biết là từ nhỏ đến lớn, đây là lần đầu tiên em được gặp chị, em mê chị từ nhỏ luôn. Trước lời tỏ tình từ đàn em, Mỹ Tâm hạnh phúc cười lớn. Nhân dịp được gặp thần tượng, Trương Quỳnh Anh tranh thủ trò chuyện cũng như chụp một vài bức ảnh làm kỷ niệm. Khoảnh khắc hai idol gặp nhau nhận được sự quan tâm của khán giả. Nhiều người phải bất ngờ khi Trương Quỳnh Anh vốn là một người hoạt động trong showbiz nhưng vẫn vô cùng vui mừng, phấn khích khi có dịp hiếm hoi được gặp một nữ ca sĩ vốn là thần tượng từ nhỏ của mình. Hồi tháng 4 năm 2021, Đông Nhi và Nhu Phước Thịnh đã có một cuộc gặp gỡ đáng nhớ với họa mi tóc nâu, cụ thể ở hậu trường của một đêm nhạc tại thủ đô Hà Nội. Cả hai nghệ sĩ đã nán lại trò chuyện vài phút với Mỹ Tâm và ngay lập tức đây đã trở thành khoảnh khắc nóng hổi được dân tình chia sẻ dần dần trên mạng xã hội. Trong đoạn video ngắn được chia sẻ, Mỹ Tâm gây bất ngờ khi thừa nhận rằng bản thân không bằng đàn em khi Đông Nhi đã kết hôn và có công chúa nhỏ hết sức dễ thương. Trong khi đó, Nhu Phước Thịnh còn tiết lộ với đàn chị về dự định kết hôn của mình. Cụ thể giọng ca ước gì hỏi Nhu Phước Thịnh, còn em thì sao? Nghe nói sắp rồi phải không? Nam ca sĩ này liền trả lời, em còn phải đợi năm, đợi tuổi. Dù thích thú với cuộc gặp mặt này, nhưng vì tính chất công việc nên cả ba không thể trò chuyện lâu với nhau. Sau đó Đông Nhi và Nhu Phước Thịnh còn cúi đầu chào đàn chị đầy lễ phép. Không những thế, Đông Nhi có rất nhiều cơ hội được chạm mặt Mỹ Tâm ở các sự kiện và khán giả cũng dễ dàng bắt gặp cảnh bà xã ông Cao Thắng lễ phép chào hỏi, luôn có thái độ hòa nhã với tiền bối. Không chỉ vậy, khoảnh khắc vô cùng đáng yêu của Sơn Tùng dành cho Mỹ Tâm cũng được mọi người chú ý. Cụ thể trong một sự kiện giải trí được tổ chức từ khá lâu trước đây, ở hậu trường dù khá đông đúc, thế nhưng Sơn Tùng vẫn có thể bắt gặp được Mỹ Tâm đang đứng ở gần đó. Thế là anh chàng ca sĩ này ngay lập tức tiến đến gần và lễ phép cúi chào, bắt tay đàn chị. Khi được hậu bối chủ động chào hỏi, họa mi tóc nâu cũng rất vui vẻ trò chuyện. Khoảnh khắc này nhận được rất nhiều sự quan tâm của khán giả. Chắc chắn rằng cũng giống như rất nhiều người trong làng giải trí, Sơn Tùng MTB luôn dành một sự ngưỡng mộ nhất định với sự nghiệp và giọng hát của Mỹ Tâm. Thậm chí Trường Giang còn từng công khai xin đĩa có chữ ký của chị đẹp và thổ lộ: người hãy cho anh đi và đừng cho ai nữa. Trước tình cảm của Trường Giang, họa mi tóc nâu đã không thể kìm được sự phấn khích và quyết định thực hiện hóa mong ước của nam danh hài, cũng như hài hước đáp, người hãy yên tâm đi và đừng lo lắng nữa, khiến ai xem cũng cười rớt nước mắt. Không có gì lạ khi Mỹ Tâm được gọi là idol của những idol. Trong suốt hơn 23 năm hoạt động nghệ thuật, giọng ca của cô không chỉ làm bao nhiêu khán giả phải đổ dạp, mà còn khiến đàn em đi sau đặt làm tấm gương sáng. Còn bạn, bạn thấy sao về điều này? Hãy để lại một bình luận cho Gian biết nhé! Nhớ bấm nút theo dõi kênh nhé!